Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật lại xin chào toàn thể các bác. Và hôm nay em Thắng lại quay để giới thiệu với các bác mấy mẫu âm ly và một đôi loa đến từ Mỹ. Và sau đây tiếp theo em cũng đưa máy lại gần để em quay cận cảnh chi tiết cho các bác. Và hôm nay em về được đôi loa đến từ Mỹ, nhà đôi 601 Suliba màu vàng vân gỗ. Đôi này thì em về với tình trạng là đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết, bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Một bên loa thì em cũng bỏ la căng ở đây, và một bên thì em vẫn để nguyên la căng. Và xin giới thiệu với các bác nhé, đôi loa này có cấu hình mỗi một thân thùng, còn một chiếc là sở hữu hai con bát 20, màng giấy gân mút và bốn con tép, có bốn con chép quay đa hướng. Thì các bác dư đôi loa 601 Suliba màu vàng này thì em về còn cực kỳ đẹp, đẹp được hơn 90%, thì bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác, từ tuyến thùng cho đến tuyến loa là xịn sò tuyệt đối. Ở đây một chiếc bên này thì em cũng bỏ la căng ở đây, và đây là tuyến loa còn cực kỳ đẹp nhé các bác nhé, cực kỳ là xịn sò đấy. Mỗi một thân thùng là sở hữu hai con bát 20 này, màng giấy này, gân mút này, và bốn con chép chỉnh đa quay đa hướng này. Còn đây là sườn. Riêng đôi loa này thì các bác ngắm trông cũng thích, vân gỗ cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác nhìn xem đẹp, đẹp từ đầu cho đến đít, đẹp xuất sắc đấy. Em đi sang cái chiếc bên trái này, em quay nốt cho các bác nhìn. Hàng của em Thắng tuyển chọn đây các bác nhìn, góc này vuông chặn chặn luôn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác mấy cái mẫu âm ly để các bác những cái con âm ly em về với tình trạng thì còn cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc luôn, còn hàng tuyển chọn của em, bao zin với các bác tuyệt đối. Đầu tiên em xin vào giới thiệu với các bác con âm ly đờ lông. Con này thì cũng đầy đủ các cổng ăn chơi nha các bác nhé, không thiếu cổng gì cả. Đây, em cũng đưa máy lại gần để cho các bác nhìn. Em về với tình trạng đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Con âm ly này là con BMA, có model là con BMA880D. Con này thì giới thiệu với các bác kiêm cả đường quang giải mã, những cái chiếc TV nhà các bác xuống để các bác nghe nhạc số, nghe nhạc mạng, và đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác. Nói chung là nhà không thiếu một cái gì cả. Con âm ly này thì giá tiền thì nhất là phải chăng, và bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác, em về vẫn còn thiếu thủ số. Em báo giá luôn con âm ly đờ lông BMA880D này, cửa hàng em Thắng đương bán với cái giá nhà 12 triệu nhé các bác nhé. Còn tiếp theo đến con đờ lông thứ hai, mặt nhôm phây màu gold. Con này thì không nói các bác cũng biết rồi, con này là có model nhà BMA 1500G. Đấy, mặt nhôm phây nguyên khối màu gold rất là đẹp. Em về thì hàng tuyển chọn, con này còn khiển zin tuyệt đối. Thì con đờ lông BMA 880D màu đen này thì nhà có công suất nhà 216W. Còn con này, con đến con thứ hai là cũng con đờ lông, cũng con BMA 1500G này, có công suất là 250W các bác nhé.
Nhưng các bác, những con âm ly này các bác chơi loa bộ đôi loa bot để hát karaoke gia đình thì các bác cứ thêm một con súp, một con vang, một con mic là các bác phục vụ được những căn phòng 20 mét là ok. Nhưng nhà các bác nào có những căn phòng nào nhỏ nhỏ nghe nhạc rồi các bác hát karaoke nhất nhà hay. Như ví dụ như tất cả những con âm ly này các bác cứ thêm con súp, con vang, con mic vậy là các bác hát được. Thì con đờ lông BMA 1500 giờ này em Thắng đương bán với cái giá là 13 triệu kèm theo khiển zin. Còn tiếp theo đến hai cái mẫu Sansui cũng mặt nhôm phây màu gold nhất là đẹp, màu vàng chanh ấy. Có model là AUX607XR thì em Thắng đương bán với cái giá là 10.200.000, bao xịn tuyệt đối cho các bác, còn cực kỳ đẹp. Em về thì còn hàng loại 1 và hàng em Thắng đã tuyển chọn thì các bác yên tâm. Đây em về được hai con, đây em đưa máy sát lại gần cho các bác. Các cụ ngày xưa bảo đẹp dư tranh vẽ đấy, đúng đẹp dư tranh vẽ. Thì các bác cứ thêm một mà nó đánh được nhất nhiều dòng loa. Này là cũng 250W các bác nhé. Và sau đây thì em cũng báo giá luôn đôi loa Boss 601 Suliva màu vàng em về với tình trạng đẹp xuất sắc từ ngày. Thì cửa hàng em Thắng đương bán với cái giá là 47 triệu. Và địa chỉ của em Thắng thì ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904 393 488. Số điện thoại em là thường thường để trên màn hình. Thì các bác cứ ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em xem. Em sẽ mở nội thất và ngoại thất và cho các bác mở cho các bác nghe thử. Và các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ quay cận cảnh hình ảnh chi tiết. Em gửi video và hình ảnh cho các bác. Và hàng của em Thắng thì nói không với hàng giả và nói tuyệt đối, xấu em bảo xấu, đẹp em bảo đẹp. Sau đây thì em cũng kết thúc video ở đây, thì em cũng hẹn lại các bác những cái video lần sau tiếp theo em quay lên để em giới thiệu với các bác. Và các bác mà xem được những cái video của em thì nhấn ủng hộ cho em Thắng vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những cái món đồ mới về, như những cái đồ nghe nhạc, hai nữa là những cái đồ karaoke thì em lại quay lên để em xin giới thiệu với các bác.